Yokohama của Nhật Bản. Đây là con sông Okigawa dẫn ra bờ biển Yokohama. Và đằng sau là tòa nhà World Portals, nơi tọa lạc trụ sở văn phòng CMC Japan. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tham quan văn phòng CMC Japan tại Nhật Bản nhé! Nhật Bản là một thị trường trọng điểm trong chiến lược Go Global của tập đoàn công nghệ CMC. Với việc nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ chính quyền tỉnh Kanagawa và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, đây là bước khởi đầu thành công giúp công ty có thể tiếp cận, trao đổi trực tiếp với khách hàng quốc tế, tạo tiền đề phát triển vững chắc cho công ty CMC Japan tại Nhật Bản. Đây chính là tòa nhà World Portals và văn phòng CMC Japan nằm tại tầng 6 của tòa nhà. Văn phòng được mở từ tháng 7, hoạt động từ tháng 8 năm 2017. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi gặp ông Kumeda Masakuni, tổng giám đốc của CMC Japan. Đây là khu tổ hợp văn phòng mà tỉnh Kanagawa sử dụng để hỗ trợ các doanh nghiệp startup đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Như các bạn thấy, ở đây có các văn phòng của nhiều công ty đến từ Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Việt Nam. Và bây giờ tôi sẽ vào văn phòng của CMC Japan. Hi, good morning. How are you? Yeah. Yep. Hi. Thank you for coming. How are you? Very good. How about you? Yeah. Chúng tôi mới mở công ty tại Nhật được 2 tháng. Tôi rất vui khi nhận được nhiều sự ủng hộ của tỉnh Kanagawa và Zecho. Bây giờ là lúc công ty CMC Japan thực hiện các dự án theo chiến lược Go Global của tập đoàn công nghệ CMC. Nhật Bản là thị trường đầu tiên khi CMC tiến ra quốc tế. Vì thế tôi rất vui mừng khi được cống hiến và đóng góp cho tập đoàn. Trong 3 đến 5 năm nữa, CMC Japan phấn đấu sẽ trở thành một cái thương hiệu lớn. Dự kiến đến năm 2020, doanh thu từ Nhật Bản sẽ chiếm khoảng 10% toàn tập đoàn và tôi sẽ cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ này. Xin cảm ơn ông Masakuni Kumeda. Và chúng ta hãy nhớ rằng đây là một thời điểm rất quan trọng khi CMC Japan bắt đầu được hình thành và phát triển. Xin chúc cho CMC Japan và CMC Global sẽ ngày một thành công tại thị trường Nhật Bản và quốc tế. CMC Global là đơn vị chiến lược của tập đoàn công nghệ CMC. Với mục tiêu xuất khẩu phần mềm, dịch vụ và các sản phẩm công nghệ thông tin của CMC vươn ra thị trường toàn cầu. CMC Japan là cánh tay nối dài của CMC Global tại thị trường Nhật Bản. CMC Japan có trụ sở tại thành phố cảng Yokohama, thành phố lớn nhất tỉnh Kanagawa, giáp danh thủ đô Tokyo của Nhật Bản. CMC Japan đã sẵn sàng nguồn lực để cung cấp dịch vụ outsourcing cũng như các sản phẩm dịch vụ ICT tốt nhất của CMC Global cho các khách hàng doanh nghiệp tại thị trường Nhật Bản.